Tại Agra, quê hương của ngôi đền Taj Mahal và là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, các nhà chức trách đã lắp đặt hai chiếc máy lọc không khí có thể làm sạch 1,5 triệu mét khối không khí trong vòng 8 giờ. Nơi này rất ô nhiễm. Chúng tôi vừa trở lại sau khi viếng thăm đền Taj Mahal, nhưng lại có sương mù. Chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đó là bởi ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí đang biến những bức tường đá của ngôi đền Taj Mahal ngả sang màu vàng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ nhằm giữ cho ngôi đền được trắng sạch. Taj Mahal là một trong 7 kỳ quan thế giới, thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Tuy nhiên, ngôi đền này luôn phải đối mặt với những vấn đề về ô nhiễm rác thải từ dòng sông gần đó, cũng như thường xuyên bị bao phủ bởi bụi và khói thuốc lá, cũng như khói xe cộ.